Thì cái hàm this begin contact này nó sẽ làm gì đây? Cái hàm this begin contact nó sẽ bắt sự kiện hai đối tượng khi bắt đầu va chạm với nhau. Khi hai đối tượng bắt đầu va chạm với nhau thì nó sẽ tiến hành gọi đến cái hàm this begin contact này. Tôi thử, khi hai đối tượng va chạm nhau thì tôi sẽ xuất ra một dòng thông báo, đó là đã va chạm rồi. Sau đó mình quay về cái chỗ viên đạn, mình tiến hành định nghĩa cho mình, định nghĩa cho viên đạn. Viên đạn mình định nghĩa như sau: viên đạn chấm physical body chấm category bit mass bằng 1. Có nghĩa là viên đạn mang một cái tên bằng 1 và viên đạn có khả năng va chạm với thằng có tên là 2. Và tương tự ở hàm quái vật cũng vậy. Quái vật có tên là 2 và quái vật có khả năng va chạm với thằng có tên là 1. Khi hai đối tượng này va chạm với nhau thì nó sẽ gọi xuống hàm this begin contact. Mình rinh thử. Thấy chưa? Khi hai đối tượng vừa va chạm nhau thì nó sẽ gọi lên hàm this begin contact và nó ring like câu đã va chạm. Bây giờ mình muốn hai đối tượng khi nó vừa mới va chạm với nhau thì nó sẽ làm một nhiệm vụ là làm một cái hành động là xóa hai đối tượng va chạm này đi. Thì để xóa hai cái đối tượng này đi thì trong cái hàm this begin contact mình nói là sau khi đối tượng quái vật và viên đạn va chạm với nhau thì quái vật viên đạn không được luôn. Thôi thì mình viết một cái hàm riêng vậy. Cái hàm mình có tên là xóa va chạm. Và cái hàm này nhận vô một tham số, đó chính là cái đối tượng đầu tiên kiểu là SK Rhinot. Và tham số thứ hai chính là đối tượng va chạm thứ hai SK Rhinot. Cái hàm này có tác dụng là nhận vào hai đối tượng va chạm với nhau, đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai, và tiến hành xóa hai đối tượng đi. Not 1 chấm remove from parents và not 2 chấm remove from parents. Sau khi mình định nghĩa xong cái hàm xóa va chạm này thì ở trong cái hàm this begin contact mình tiến hành gọi cái hàm xóa va chạm. Thì bây giờ nó yêu cầu mình là truyền vào hai cái giá trị not đầu tiên, not 1 và not 2. Thì not 1 ở đây là gì? Not 1 ở đây chính là cái đối tượng va chạm thứ nhất, gọi là contact.bodya.not.sk.rhinos. Và đối tượng va chạm thứ hai nó sẽ bằng contact.bodyb.not.sk.rhinos. Rồi, thêm cho chấm cảm vô. Thì ở đây contact.bodya.not nó là gì? Contact.bodya.not có nghĩa là khi hai đối tượng va chạm với nhau thì sẽ gồm một đối tượng A là viên đạn và B là quái vật, hoặc có thể ngược lại, đối tượng A là quái vật, đối tượng B là viên đạn. Thì ở đây cái hàm này nó sẽ truyền vào viên đạn và quái vật. Và ở trong cái hàm xóa va chạm này nó sẽ nhận vô viên đạn và quái vật mà nó tiến hành xóa nó đi. Bây giờ rinh lại. Bắn, đấy, thấy không? Con chim mà nó đụng với lại viên đạn là nó sẽ mất đi. Đụng, viên đạn và con chim đụng với là mất đi.
Thank you.